cô chú anh chị, rất vui gặp lại cô chú anh chị ở một video tiếp theo. Và hôm nay Hải xin đưa mọi người đi vào khu đô thị Sala nha, khu đô thị của người giàu ở thành phố Hồ Chí Minh này nha mọi người. Mời tất cả mọi người cùng đi theo Hải. Nếu mà cô chú anh chị nước ngoài mình về, mình có thể ghé qua đây tham khảo một số căn biệt thự ở đây nha. Thì căn biệt thự ở đây thì khá là đẹp và khang trang, và đang khá nhiều căn biệt thự được trống để ở đây nha, nên mọi người có thể ghé qua đây để mình tham quan hoặc tham khảo mua cho mình một căn biệt thự khi mỗi lần về Việt Nam, có thể ghé qua ở tại đây nhé. Thank you.
xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và mọi người đã đón xem đến video đến cuối. Nếu mọi người cảm thấy video hay có thể cho Hải xin một like, một chia sẻ cùng với ấn thông báo để có thể cập nhật những video mới của kênh nha. Nếu mọi người muốn Hải làm về nội dung gì có thể comment phía bên dưới. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo.